Thưa quý vị, nhằm tiếp tục triển khai đề án thực hiện chương trình thành phố 4 An và chỉ thị số 43 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị, quận Thanh Khê đã phát động phong trào xây dựng thí điểm nhiều tuyến kiệt an toàn văn minh sạch đẹp, góp phần thực hiện đề án cải tạo nâng cấp kiệt hẻm trên địa bàn quận Thanh Khê đến năm 2025, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại phường Thanh Khê Đông. Qua 3 tháng triển khai xây dựng thí điểm mô hình tuyến kiệt an toàn văn minh sạch đẹp, bóng dáng đô thị nơi phường Thanh Khê Đông đã hiện lên rõ nét. Theo người dân, trước đây tình trạng đổ xe cản trở phương tiện lưu thông buôn bán lớn chiếm lòng đường, phơi quần áo trước mặt nhà, đổ nước thải ra đường làm mất vệ sinh môi trường diễn ra thường xuyên. Khi thực hiện mô hình, đa số người dân đồng lòng hưởng ứng. Buổi đầu, một số hộ dân thấy tình trạng mà xe đậu đỗ không đúng quy định thì cũng đã có phàn nàn, nhưng ban điều hành tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các hội đoàn thể nhắc nhở các gia đình đó và tự ý thức gia đình đó cũng thấy có biển báo rồi thì không gì mà ta lại không thực hiện tốt. Thì thông thường mỗi ngày là có một vài cán bộ phường đi qua đây để kiểm tra và sau đó là thông báo cho khu dân cư để khắc phục. Và trên cơ sở đó thì phường cũng nắm được tình hình. Mà khi khu dân cư có đề nghị trợ giúp thì phường là làm ngay. Và làm nghiêm. Trợ giúp làm nghiêm chứ không phải là trợ giúp để mà theo dạng là bắt đầu nhắc nhở. Nhưng sau đó là phải làm nghiêm. Ngoài việc tự nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, mỗi hộ dân còn góp kinh phí lắp đặt camera an ninh, mua tủ đựng bình phòng cháy chữa cháy tại hai nơi công cộng, đồng thời ký cam kết phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không có trẻ em bị xâm hại, hạn chế hát karaoke trong khu dân cư, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt các hộ dân xung quanh. Là một địa bàn là chưa được tái định cư cụ thể nhiều về cái đường xá, cho nên là hệ thống đường kiệt rất là nhiều. Khu dân cư nhỏ, hẻm kiệt, hẻm nhỏ nhiều. Thì đa phần hiện nay là trên địa bàn phường thì còn cỡ khoảng 50-60% là kiệt hẻm nhỏ, chưa được ra mắt cái triển khai cái xây dựng tuyến kiệt văn hóa văn minh đô thị. Thì trong thời gian đấy thì phường sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và để cho các khu vực đăng ký và thực hiện được cái tuyến kiệt văn hóa văn minh đô thị. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng thí điểm mô hình này tại một số nơi của phường Thanh Khê Đông vẫn chưa đem lại hiệu quả. Cụ thể như tại hẻm 478 Điện Biên Phủ này vẫn còn tình trạng đổ xe lấn chiếm lối đi, phơi quần áo chăn màn ngoài đường. Lý giải thực trạng trên, trưởng ban công tác mặt trận tại đây cho biết. Thì tình trạng mà phơi áo quần đồ của người dân thì cũng còn một số hộ chứ không chưa thể triệt để được. Thì chúng tôi là sắp tới là chúng tôi sẽ vận động tiếp tục để vận động để người dân họ hiểu được và không ra treo quần áo ở ngoài để mất cái mỹ quan của đường kiệt hẻm. Được biết trong 12 tiêu chí được Ủy ban nhân dân phường đề ra, có những tiêu chí đã được người dân thực hiện lâu nay thành nếp. Tuy nhiên, theo lãnh đạo phường, để thay đổi thói quen thì cần cả quá trình, đòi hỏi ý thức hàng ngày của mỗi hộ gia đình và cả sự kiểm tra nhắc nhở, kể cả xử phạt của các cấp chính quyền trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Từ đó làm cơ sở ban hành bộ tiêu chí chung, tiến đến nhân rộng mô hình tuyến kiệt an toàn, văn minh, sạch đẹp trong toàn quận.